Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin sáng của chúng tôi. Bản tin sáng được cập nhật đến 6 giờ hàng ngày sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, con đường bước vào lĩnh vực bán dẫn 100 tỷ USD của Việt Nam. Bắt giữ 5 nhân viên bốc xếp hàng hóa tại sân bay Nội Bài. Xét xử 94 bị cáo trong vụ băng áo cam. Hai anh em đuối nước thương tâm dưới ao tại Bình Chánh. Động đất ở Morocco, qua thời điểm vàng nhưng công việc giải cứu vẫn được tiếp tục. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 6 giờ hôm nay. Theo thông tin từ VN Express, trong tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ, hai bên đã ghi nhận tiềm năng to lớn của Việt Nam trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn, đồng thời ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam. Tuyên bố nhắc đến việc khởi động các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó chính phủ Mỹ sẽ cấp khoản tài trợ gieo mầm ban đầu trị giá 2 triệu USD. Cùng với các khoản hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân trong tương lai. Những động thái trên được đánh giá là bước tiến mới của Việt Nam trên con đường thâm nhập ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ USD và có sức ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực trên thế giới. Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, 5 nhân viên bốc xếp hàng hóa ở sân bay quốc tế Nội Bài vừa bị cảnh sát bắt giữ liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trong vali hành lý ký gửi của hành khách. Cụ thể, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã khởi tố 5 bị can, Phạm Văn Trường, 33 tuổi, Nguyễn Minh Thảo, 29 tuổi, Trần Văn Thành, 31 tuổi, Phạm Văn Tuấn, 27 tuổi và Nguyễn Văn Thịnh, 29 tuổi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 22 tháng 8, một nữ hành khách nước ngoài bị mất trộm Apple AirPods Pro màu trắng và 500 euro trong hành lý ký gửi tại sân bay quốc tế Nội Bài. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc với 5 nhân viên bốc xếp hàng hóa kể trên. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc và thống nhất với nhau trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi. Nếu thấy hành lý nào dễ mở khóa thì sẽ kiểm tra để trộm cắp tài sản. Trưa cùng ngày, Thịnh phát hiện khóa vali của nữ hành khách không chắc chắn nên đã giật khóa, lấy trộm tai nghe và 500 euro. Quá trình trộm cắp tài sản, các đối tượng sẽ canh gác cho nhau để tránh bị phát hiện. Số tài sản trên, Thịnh giữ lại tai nghe để sử dụng và đem 500 euro đi đổi được hơn 12 triệu đồng chia nhau. Các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn tương tự, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó. Báo Tuổi Trẻ thông tin, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã xét xử đối với 94 bị cáo trong vụ băng áo cam gây náo loạn tại Bình Tân. Theo đó, bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, Dương Đại Chí, 33 tuổi, thường gọi là Chí Nhảm, cùng 92 bị cáo khác bị xét xử về các tội danh cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, ngày 2 tháng 6 năm 2020, Hồ Chí Linh trong lúc đang xem nhóm phụ nữ cãi nhau tại phường An Lạc A, quận Bình Tân thì bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch đuổi đánh. Linh nghi những người này là nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành nên tập hợp nhiều người và hung khí tìm đến nhà Thành trả đũa. Sau đó hai bên đã xảy ra tranh chấp và lôi kéo theo nhiều người tham dự cuộc ẩu đả. Được biết sau đó Thành nhờ Chí Nhảm cùng nhiều người khác chuẩn bị hung khí để hỗn chiến. Theo lời nhờ, nhóm của Chí gồm hơn 60 người mang theo hung khí tập trung tại một xưởng may ở Bình Chánh rồi được cho mặc áo cam để phân biệt khi ẩu đả không bị nhầm. Nói rồi, Chí Nhảm dẫn đầu nhóm đi xe máy qua nhiều tuyến đường rồi tập trung trước quán Ốc Hương, phường An Lạc A, quận Bình Tân gây náo loạn cả đoạn đường. Báo Vietnamnet cho hay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Lê Huy, sinh năm 1991 ở Long Biên, mức án 12 năm tù về hành vi cố ý tước đoạt mạng sống của người khác và 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo buộc, Huy là đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Huy không có nghề nghiệp ổn định, sống cùng mẹ ở quận Long Biên, Hà Nội. Khoảng đầu năm 2022, bị cáo làm quen với một số cô gái nhưng không được đáp lại nên nảy sinh lòng thù hận đối với phụ nữ. Đầu tháng 10-11-2022, Huy đã chuẩn bị nhiều loại hung khí nhằm tấn công phụ nữ di chuyển trên đường. Số nạn nhân do Huy hành hung lên đến hàng chục người. Hiện cơ quan điều tra đã thông báo tìm các bị hại trên nhưng chưa có kết quả nên đã tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý sau. Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ hai bé trai bị đuối nước dưới ao trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B. Báo Lao Động cho biết, theo thông tin ban đầu, hai bé trai bị đuối nước là anh em ruột gồm một bé 15 tuổi và bé 6 tuổi, còn chị LTCB, tên viết tắt 40 tuổi, quê Tây Ninh. Chị B cho biết, gia đình chị đang được người khác cho ở tạm tại khu đất gần đường kênh Trung ương, xã Vĩnh Lộc B. Chị B làm việc bóc dây điện và có khi cùng chồng đi làm mướn. Trước đó chị B đi làm giấy tờ để hai con ở nhà. Đến khoảng chiều tối, chị gọi điện về nhưng không thấy con bắt máy nên nhờ hàng xóm qua xem giúp. Lúc này, người dân không thấy bé trai trong nhà. Ở khu vực ao nước cạnh nhà nổi lên chiếc dép, vụ việc được báo lại với mẹ hai bé trai.
Nghi hai bé mất tích dưới ao, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Bình Chánh sau đó đến lặn tìm. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy và vớt hai bé trai từ dưới ao lên bờ. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã vừa bắt tạm giam Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước về tội nhận hối lộ. Liên quan vụ án, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường, sinh năm 1980, Nguyễn Vĩnh Hòa, sinh năm 1988, Huỳnh Thị Huyền Trâm, sinh năm 1988, Võ Thanh Tuấn, sinh năm 1987 về tội buôn lậu. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi polyester xuất xứ Trung Quốc có mức thuế chống bán phá giá 17,45% do một số người Trung Quốc móc nối với một nhóm người Việt Nam thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc chỉ đạo Bạch Tấn Cường, sinh năm 1980, ngụ quận 4, đã thành lập nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là những công ty ma có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thông tin từ VTC News. Vietnamnet thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, đội 3 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, vừa qua tại tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người ra đi mãi mãi. Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 187-250 theo hướng Ninh Bình đi Hà Nội, thuộc xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải do tài xế NHH, tên viết tắt, sinh năm 2000, trú tại Phủ Lý, Hà Nam điều khiển. Trên xe có bà LTH, tên viết tắt, sinh năm 1980, là mẹ ruột của tài xế H. Đến địa điểm trên, xe tải húc vào xe đầu kéo, kéo theo rơ móc, biển số 37R035XX, do tài xế NAT, tên viết tắt, sinh năm 1988, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải bị biến dạng. Hai người trên xe là anh NHH và bà LTH bị thương nặng không qua khỏi. Hiện vụ tai nạn giao thông đang được Công an huyện Thanh Trì điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cho hay đã tạm giữ hình sự Hồ Minh Chí, 38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Báo Tuổi Trẻ cung cấp thông tin, chính là tài xế xe chở rác gây tai nạn khiến em THH, tên viết tắt, 7 tuổi, học sinh lớp 1 trường tiểu học Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, ra đi mãi mãi khi đang đi học về. Được biết, khi Chí lái xe chở rác chạy trên đường DT768 hướng từ huyện Vĩnh Cửu đi thành phố Biên Hòa, đoạn đến gần trạm thu phí thuộc địa phận xã Tân An, thì xảy ra va chạm với xe máy do chị KTMG, tên viết tắt 37 tuổi, quê Bến Tre, cầm lái chạy cùng chiều. Lúc này, chị giờ đang chở theo con trai THH và một bé gái khác ở gần nhà. Cú va chạm khiến xe máy và cả ba người trên xe máy cùng ngã xuống đường. Bé H không may bị xe chở rác cán qua người không qua khỏi, chị giờ bị thương nhẹ. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải chở rác đã vượt xe khác không đảm bảo an toàn giao thông và gây hậu quả nghiêm trọng. Báo Tiền Phong cập nhật, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Hoàng Linh, 31 tuổi, có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, và Nguyễn Tuấn Anh, 30 tuổi, cùng trú tại Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 5 tháng 9, Linh và Tuấn Anh đi xe máy dọc các tuyến phố trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội với mục đích trộm cắp tài sản. Khi các đối tượng đến phố Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, phát hiện ô tô hiệu Ford đỗ ven đường không có người trông coi. Lúc này, Linh lấy viên gạch đập vỡ cửa kính ô tô, lấy trộm chiếc ví bên trong rồi bỏ trốn. Sáng cùng ngày, hai đối tượng dùng thẻ tín dụng trong ví mua 10,5 chỉ vàng và đổi 15 triệu đồng tiền mặt tại một cửa hàng trên đường Láng. Sau đó, Linh đưa cho Tuấn Anh 4 chỉ vàng. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng vứt bỏ quần áo. Ngày hôm sau, Linh đã bán 6,5 chỉ vàng, được hơn 30 triệu đồng và đổi một điện thoại iPhone 8. Toàn bộ số tiền trên, các đối tượng đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Theo trình báo của bị hại, hai đối tượng sau khi trộm cắp được thẻ tín dụng đã dùng khoảng 80 triệu đồng mua vàng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến hai người ra đi mãi mãi tại căn nhà trong hẻm 43, Liên Tỉnh 5, phường 5, quận 8. Hai nạn nhân được xác định là ông M, tên viết tắt, sinh năm 1968 và em gái là bà Giờ, tên viết tắt, sinh năm 1972. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 11 tháng 9, ông M đang ngồi hút thuốc trong nhà thì bị bà Giờ nhắc nhở. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, ông Giờ lấy dao tấn công khiến bà Giờ vong mạng tại chỗ. Phát hiện em gái không còn sống,
Ông M hoảng hốt gọi điện cho người quen nói vừa sát hại em gái và nói sẽ quyên sinh. Nhận tin báo, công an phường 5 đến nơi thì cửa nhà ông M đóng kín. Khi tiếp cận vào trong căn nhà thì phát hiện ông M đã không cứu được. Được biết, ông M là bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, theo báo Công an Nhân dân. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. VOV News cho biết, mới đây Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này đã bắt đầu cuộc phản công Nga quá muộn và điều đó giúp Moscow có thêm thời gian để đặt vô số quả mìn trên lãnh thổ Ukraine. Vào tháng 6, Ukraine tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu nhằm giành lại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở phía đông và phía nam thành phố, nhưng tiến triển diễn ra chậm chạp. Ông Zelensky cho biết, ông cảm thấy biết ơn Mỹ và châu Âu đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng theo ông, bởi vì Ukraine chờ đợi quá lâu nên Nga đã đặt mìn. Quân đội Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, được bảo vệ bởi các bãi mìn trải dài hàng km khi Moscow chờ đợi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu. Phòng tuyến kiên cố của Nga dọc 1.000 km tiền tuyến không chỉ bao gồm các bãi mìn mà còn có cả các chiến hào chống tăng, hầm trú ẩn và dây thép gai. Ông Zelensky cho biết, rất nhiều người nói cuộc phản công của Ukraine đang tiến triển quá chậm, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine giải thích nó vẫn đang diễn ra. Cập nhật từ báo Người Lao Động cho biết, theo nguồn tin từ Nga, chuyến tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến ga Kashan hôm 12 tháng 9, cửa ngõ đường sắt chính đến vùng Viễn Đông của Nga từ Triều Tiên. Trước đó, Điện Kremlin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có cuộc thảo luận toàn diện với Tổng thống Vladimir Putin. Hãng tin RIA Novosti hôm 12 tháng 9 cho biết đoàn tàu đã đi qua khu vực Smolensk từ Triều Tiên, với các hình ảnh cho thấy một đoàn tàu có toa màu xanh đậm đang được đầu máy của cơ quan đường sắt Nga kéo dọc theo đường ray. Theo Reuters, hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 12 tháng 9 trích dẫn một nguồn tin chính thức giấu tên của Nga rằng chuyến tàu chở ông Kim đã đến ga Kashan, cửa ngõ đường sắt chính đến vùng Viễn Đông của Nga từ Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết họ tin rằng ông Kim đã đến Nga vào sáng sớm cùng ngày. Báo Tuổi Trẻ thông tin, lực lượng cứu hộ Morocco phối hợp với nhiều nhóm cứu hộ quốc tế trong nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm giải cứu nhiều nhất có thể những nạn nhân động đất còn kẹt lại trong đống đổ nát. Theo số liệu mới nhất từ đài truyền hình nhà nước Morocco, cho đến hiện tại, số người ra đi do trận động đất thế kỷ ngày 8 tháng 9 ở nước này đã lên đến 2.862 người và 2.562 người bị thương. Số người mất tích không được thống kê. Morocco cho đến nay đã chấp nhận lời đề nghị tham gia cứu hộ từ Tây Ban Nha, Anh, UAE và Qatar. Theo truyền thông nhà nước, chính phủ Morocco có khả năng sẽ đồng ý nhận thêm viện trợ từ các quốc gia khác. Hãng thông tấn AFP dẫn lời ông Albert Vasquez, người chịu trách nhiệm truyền thông của nhóm cứu hộ Tây Ban Nha cho biết, thời gian đang gấp rút và rất khó tìm thấy người còn sống sau 3 ngày, nhưng rất hy vọng vẫn còn đó. Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha được hỗ trợ bởi 4 chú chó đánh hơi và máy ảnh siêu nhỏ có thể được luồn vào đống đổ nát để tìm dấu hiệu của sự sống. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.